Đó, các bạn thay quan sát thấy cái lớp bông tiêu âm mà chúng ta vừa lấy ra thì sẽ có cái bát đó, úp xuống cái thùng, nguyên phần này là bát, với cái phần này trung mà trép và mặt phân tầng cực kỳ chất lượng, thành gỗ rất là dày ha. Mình đang sử dụng cặp loa Toshiba. Đây là dòng Super Bazooka. Con này đặt tên là Super Bazooka bởi vì nó được thiết kế cho một cái âm trầm đánh như một cái súng, một cái súng bazooka đó các bạn, có tiếng bom nổ ha. Và đây, cái lỗ thông hơi mặt trước này nó để dành riêng cho cái phần sub bass của chúng ta. Và cái vách ngăn từ cái điểm này nè, gạch tôi xuống đây thì có một cái phần củ loa, nó nằm úp từ trên úp xuống, rồi nó dành nguyên cái phần thùng từ đây cắt xuống tới cái phần chân như thế này là dành riêng cho cái cục súp. Thì mỗi bên thì được chúng ta được hai cái súp nha các bạn. Và nếu mà các bạn tính như vậy thì cái loa cột Toshiba này nó sẽ là một cái loa ba đường tiếng các bạn ha. Một cái súp nằm bên trong, một cái phần này là một cái trung và một cái siêu trép. Con này lúc đầu thoạt nhìn vào thì ai cũng nghĩ là ủa con này có hai đường tiếng, thì cái này là cái bát, một cái bát 16, nhưng mà không phải, cái này là cái trung. Cái trung mà có làm tới 16 cm thì nó có một cái lợi thế, đó chính là hỗ trợ cái dãy bát cao cho cái phần súp bên dưới. Tiếp tục là nó sẽ cho một cái giọng hát rất là nổi bật ở đây, nó rất là nổi nha. À, với cái phần giấy nè, giấy này đó, nó giống như nó một phần giống giấy dầu nhưng mà nó có cái độ dày hơn. Và gân này là gân vải chứ không phải là gân cao su, gân vải nguyên zin. Thì cái gân vải thì nó xử lý những cái dùng dòng trung, dòng trọ, dòng chép tốt hơn, còn những cái phần gân cao su là dành cho những cái phần thiên về âm trầm. Và tiếp tục chúng ta sử dụng cái đầu Victor C7, CV7 các bạn. À, đây là một cái đầu equalizer chuyên nghiệp luôn đó. À, con này thì giá trên thị trường từ trên 3 triệu 8 cho tới hơn 4 triệu. Thì mình đang sale một cái giá là một cái mức giá sàn cực kỳ thấp luôn, khuyến mãi đầu năm cho các bạn. Gần hết tháng giêng rồi ha, mình tranh thủ khuyến mãi. Đó. Và đây, cặp loa của chúng ta sử dụng đầu CV7 chỉnh âm thanh chi tiết equalizer và xuất ra một cái professional power amply, một cái đẩy hơi bụi một chút, sorry các bạn. Ở trên này mình bỏ qua cái phần trên này nha, mình sử dụng cái đẩy. Thì thay vì chúng ta sử dụng cái equalizer này thì chúng ta sử dụng cái đầu kiểu gắn karaoke những cái đời đời trước cũng được, hoặc là chúng ta gắn cái vang số vào. Thì nói chung bây giờ thông dụng là vang số. Còn ai đang cần thích nghe nhạc và với một cái chất âm chi tiết, với một cái hàng bãi Nhật thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt ha. Một cái CV7 cho các bạn ghép vào cái âm ly của các bạn, cũng như là ghép vào những cái đẩy giống như vậy. Còn ghép vào âm ly thì nó có một lợi thế, đó chính là chỉnh chỉnh trên này rồi chỉnh trên âm ly thêm một lần nữa, nên cái độ chỉnh nó chi tiết hơn. Cặp loa của chúng ta có một cái cân nặng lên đến 20 kg, rất là dày, rất là cao và rất là nặng. Mình sẽ đi sâu vào phần âm thanh, vần cái phần chi tiết đó sau nhé. Rồi, chơi nhạc trữ tình. Mình đang kết nối qua cái hộp Bluetooth bên kia các bạn nha, không có gắn dây trực tiếp và cũng không có đi qua đầu giải mã. Lội buồn giờ băng lau lạnh
trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm em súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài, nơi chốn xa buồn thương mẹ còn gánh, em còn khiêu sáng ánh đèn từ xưa. Cái công suất con này thì hiện tại đang mở rất là lớn ở trong một cái không gian này, các bạn chơi phòng khách thoải mái nha. Loa 3 đường tiếng với công suất là 100W. 100W và cho cái phần bass và 50W cho cái phần treble, là con này 150W các bạn. Nó ghi rõ ràng luôn nè. 100W cho cái phần bass và 100W cho cái phần siêu treble và cái trở kháng của cái dãy bass là 6, dãy trung và treble là 6. Thì các bạn nối hai cái cầu này lại, nếu mà không có cái âm ly hai cầu thì các bạn nối cầu lại ha. Nó xử lý riêng đơn giản mà. Thì cái phần này nó đi nối vô cục sub bên trong. Còn cái phần này nó nối lên cái trung và cái treble. Và con trung con treble nó có cái lỗ thông hơi riêng dành cho nó nè. Đó. Còn cái con bass thì nó đưa cái lỗ thông hơi ra phía trước. Ở phía sau này các bạn thấy cái thanh gỗ rất là dày. Và cái vách ngăn nè các bạn, cái vách này nè các bạn mở ra, mở mấy con ốc này ra đó thì các bạn sẽ thấy được ngay cái phần đây đó, các bạn sẽ thấy được ngay cái phần tuyến loa ở bên trong, mạch phân tần cực kỳ chất lượng, ba dải riêng biệt tách bạch. Lấy cái phần bông tiêu âm ra đó, để ở phía sau cái vách ngăn chính là cái phần củ loa. À, cái phần đường kính ở phía sau của nó rất là lớn ha, ở trước 16, ở phía sau lên tới 9cm từ đôi bọc nhôm và còn rất là mới. Trép cũng là hai lớp ha, siêu trép Toshiba Made in Japan, và cái mạch phân tần này các bạn thấy lớn và chất lượng chưa, cuộn dây đồng nguyên chất 1, 2 tụ điện trở vân. Nó được lót bông tiêu âm kính cái hành thùng, và ở bên dưới vách ngăn này chính là cái cục súp của chúng ta đây các bạn. Đó, các bạn thấy sáng 7 màu và cái từ đôi bọc nhôm. Nguyên một cái không gian từ đây, nè, tính luôn phần này và cái phần này dành riêng cho cái phần súp nha các bạn. Tách âm rất là chi tiết. Lỗ thông hơi này dành cho phía trên. Cái thành gỗ nè, đó, rất là dày nè, đây nè, đó các bạn. Chúng ta nói thêm một chút về cái equalizer này. Thì các bạn hãy xem là con này có 7 dải tần tổng cộng ha, 60, 150, 4 1.000, 2.400, 6.000 và 15. 15.000 có nghĩa là 15kHz. Chúng ta có nhìn, các bạn nhìn vậy thôi chứ thật sự là cái độ tinh chỉnh lên tới 12dB. Trên một cái amply của các bạn là cao lắm là 10dB thôi, cái chỉnh bass treble á. Rồi 10dB. Và cũng có thể trung bình nó sẽ nằm dao động từ 6, 8 và 10. 10 là cao. Còn cái này nó tới 12 nên nó thay đổi rất là lớn. Bên cạnh đó có 7 cần. 7 cần thì các bạn hãy để ý đi, 7 cần. Hai cái này dành cho hai cái bass, dải bass sâu và dải bass cao và cái dải tới dải trung. Trung trầm rồi dải trung chính diện luôn. Cái này phần này các bạn sẽ đẩy lên nó sẽ ăn rõ ràng nhất trong tất cả các loa, các bạn sẽ nghe thay đổi nhiều nhất. Rồi tới cái phần treble nè, cái phần trung cao. Treble và siêu treble ha. Các bạn sẽ rất là dễ tinh chỉnh nhiều thể loại nhạc và cái ý thích cá nhân của mình. Cũng như là đặc biệt trên những cái loa lớn, những cái dòng loa lớn như những cái dòng loa 3 đường tiếng như vậy nó sẽ ăn nhiều hơn, tại vì nó có hệ thống 3 loa xử lý riêng biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Vì thông số của những cái này nó khá là nhiều nên cái phần test nhạc mình chỉ test 2 bài thôi. Mỗi loa cột Toshiba của chúng ta có chiều cao là 1m01 và bề ngang là 20,5. Chiều sâu lên đến 33 ở phần này thôi nha. Còn cái phần chân ở bên dưới thì nó rộng hơn. Và đặc biệt là cái phần chân nó rất là dày. Rất là dày để nó chịu được cái lực của con này. Và con này khá là nặng. Và nó có cái bộ cao su ở đây nè. Làm cũng đầu tư từng chi tiết bài bản để mà cho nó chống rung cũng như là
không có đi, không có, chúng ta chân chúng ta đi không có bái vô cái cạnh này ha, rất là nặng luôn và cao, nên nhưng mà được cái là cái bề ngang so với cái tỷ lệ tổng thể thì nó khá là gọn. Các bạn này nhìn nè, mình đẩy vào đó, cái chân nó còn thể giấu được ở bên dưới của cái bàn luôn, tại vì đó nó thấp hơn cái phần của cái chân bàn, sẽ tiết kiệm được cái phần diện tích ở dưới chân và cái đủ cái chiều cao để chúng ta để hai bên bàn TV nhìn khá là đẹp gọn. Cao 1m01 các bạn ha, và nặng 20kg, mỗi loa 150W đó. Và mình đang có bán lẻ, cặp loa, bán lẻ cái đầu CV7 của Victor và cái món đẩy, cái cục đẩy ở bên dưới, còn đẩy rất là pro nha, và âm thanh khá là mịn luôn, khá là sâu, mềm.